coi. Tôi ngồi yên mà. Tôi thấy bà quay vòng vòng mà, ngồi yên coi. Trời ơi, thôi đi. Bà lại uống có chút xíu mà xỉn rồi. Linh ơi, mời anh lên chốn thành đô nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên con sông nhỏ chốn quê xưa em dò gió mong chờ. Lan lau mặt đi. Thiệt tình luôn á. Lĩnh. Ê, ê, ê. Lĩnh đâu mà lĩnh. Ý, thầy. Em xin lỗi thầy. Ủa, sao anh ở đây? Tôi đã nói là anh đứng canh từ xa rồi mà. Hôm nay tôi muốn vui với bạn tôi một bữa. Ban đầu thì tôi nghe lời cô chủ, nhưng mà thời thế đã thay đổi rồi. Hai đứa kia không có tới đâu. Sao không tới? Hay là... Thôi, hai đứa mới sinh viên năm 2 mà đã biết uống say sưa rồi. Lỡ gặp người xấu thì sao? Mau giải tán đi. Mà sao thầy biết tụi em ở đây? Là tôi nói. Nhưng mà thầy cũng phải chịu trách nhiệm cho cái việc để sinh viên của mình nhậu bê bét như vậy. Thì con qua coi lại, coi như mình quề chuyện hôm bữa. Hai người có chuyện gì giấu em hả? Anh Lĩnh với anh Sang đâu? Hai tụi nó dám bày trò nhậu nhẹt để mà mượn rượu tỏ tình với cô chủ. Tôi cho tụi nó ra đảo hết rồi. Trời ơi, vậy? Anh Lĩnh của tôi. Vậy là anh Lĩnh của tôi sẽ trở thành Robinson. À không, Robinson sao? Mai An Tim. Vậy là anh Lĩnh của tôi sẽ trở thành chủ dừa dưa không sao? Lĩnh ơi, bà em đây. Uống say sưa, nói mà không kiểm soát được. Quên, mau đưa bạn về đi. Mai cậu đi học đó. Vụ tỏ tình này rõ ràng là không có ai biết. Vậy mà giờ bị hiểu lầm thành hai người kia tỏ tình mình. Ông Phi lại gặp thầy Khải. Có khi nào... Trên trên bên khi chiều nắng chưa phai. Trở ra tóc thoáng câu chẳng xôn xao. Bắt người ta, bắt cóc hiếp dâm, ai bắt người ta? Xuống đây. Sao? Bắt người ta. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Tôi lính mà. Ông làm cái gì mà la lớn vậy? Thì tự nhiên ông đi ông bịt miệng bịt mồm người ta lại. Ơi. Tôi là trai thẳng đó nha. Ai chả biết ông trai thẳng. Tôi chỉ có chuyện này muốn hỏi ông thôi. Anh em với nhau không có chuyện gì thì nói thẳng đi. Gần đây tôi thấy ông có vẻ chơi thân với Hoàng Anh, nên là muốn hỏi chuyện về Hoàng Anh thôi. Thân hả? Thì cũng thân. Mà thân ai nấy lo á. Thôi nói chứ, tại vì Hoàng Anh cũng hay mua đồ của tôi cho nên là cũng hơi thân nhẹ. Như thế thì cũng coi là thân rồi. Ê, hỏi gì? Hỏi có thưởng không vậy? Có thưởng. Nóng luôn. Sen. Hỏi anh có điều gì đặc biệt không? Đặc biệt hả? Bá clip này có ở đâu vui coi hoài vậy? Chưa chạy chật coi mấy clip mà chán dễ sợ. Ông này, tôi coi điện thoại tôi chứ có coi điện thoại ông đâu. Nhiều chuyện quá. Một trong những phương pháp để dẫn đến sự thành công đó là phải giữ cho tâm hồn mình thật là thoải mái. Mà giữa một cái trời chưa nắng như thế này, làm sao để thoải mái đây? Chúng ta cần phải có một cái sự mát mẻ. Để tôi giới thiệu với bà, một trong 1000 dự án startup của tôi đó chính là làm cho tâm hồn mát mẻ. Tan mát không? Ê! Trời ơi, sao các bạn có ông vô ấy hả? Thì tại cái này là đồ test thử. Mua ông tôi bán rẻ cho. Thôi,
cái này cũ nhèm vô không chết luôn à. Có cái mới luôn. Có cái mới luôn. Nha. Trời. Giờ này tôi ship qua nha. Nha vậy đi. Free ship. Cái mới. Sao ok. Cái gì ông cũng kinh doanh hết vậy? Trời ơi, mindset. Đặc biệt thì hình như là dạo này Hoàng Oanh hay coi mấy cái clip mà mấy thằng con trai đánh đàn với nhau á. Sao lại mấy thằng con trai đánh đàn với nhau? Nhầm. Mấy thằng con trai đánh đàn. Cảm ơn ông nhiều. Thôi. Ê, thưởng nóng đâu? Thưởng à? Quá thầy cái. Chiều hôm nay đúng là nghe không uổng phí thời gian đi mà ha, đi kiểm tra ba cái tiết mục phải nói là quá xuất sắc. Ba cái đội này nghe, vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại vừa nhảy tuyệt vời nữa. Trời ơi, trời ơi búng kìa. Hay à, cái này mà tôi búng một cái đó, dám gãy cổ đó. Thầy cái. Tôi quyết định rồi nha. Trong ngày hôm nay tôi sẽ sắp xếp, tôi sẽ duyệt trước. Tôi sẽ xem hết tất cả các tiết mục văn nghệ. Thầy coi tất cả các tiết mục văn nghệ? Đúng rồi, thầy đi tôi không? Dạ được, dạ không, không thầy, em không đi đâu. Nè, ba đội cheerleader. Quá tuyệt vời. Vô đi. Thầy ạ. Coi kìa. Em chào thầy ạ. Chào em. Này, mấy đứa là coi nè. Xuất sắc không? Ba đội cheerleader. Dạ. Ngày mai, mấy đứa có trong đội nào hay không? Ngày mai thầy sẽ đi duyệt sơ một lần nữa. Tất cả các tiết mục thầy coi hết. Các em có tham gia tiết mục nào không? Dạ có thầy. Thầy nhớ đi xem em đánh bóng rổ nha thầy. Dĩ nhiên. Em trong đội bóng rổ đúng không? Dạ đúng rồi, em ở trong đội bóng rổ ạ. Em là ở vị trí gọi là úp rổ. Đúng rồi, em úp rổ. Chưa được. Tôi thấy là em nên lùi lại một chút xíu đi. Bởi vì em... Không. Lùi lại là đừng nên đứng ở cái vị trí úp rổ. Thì tôi thấy là em thực sự là chưa có tập trung. Mà ở cái vị trí úp rổ đó cần là gì? Cần phải có một sự tập trung cao độ. Tập trung giao lưu phán đoán. Khi mà quả bóng bay tới chỗ nào thì mình bay lên đập một cái. Chụp cái đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà em chưa có tập trung lắm. Em còn bị lo ra. Em đừng ở vị trí úp rổ nữa mà lùi lại ở vị trí gọi là hậu vệ thôi. Không thầy, em sẽ cố gắng á. Cố gắng lên, còn không lùi lại, lùi thêm một bước nữa ở vị trí dự bị cho thầy ha. Nha. Thôi dạ em sẽ cố gắng á. Đúng rồi. Cố gắng lên nghe chưa? Dạ. Em xin phép thầy ạ. Còn em? Em trong đội nào? Em hát ạ. Vâng. Hát hả? Em hát đơn ca hay là tốp ca? À không, em hát song ca thì ạ. Song ca. Giỏi. Thầy Khải. Giống ca sĩ. Rất giống ca sĩ. Em hát chung với nữ sinh nào? À không, em... nữ sinh hả thầy? Không. Em là sinh viên, thì em phải song ca với nữ sinh. Không lẽ em song ca với giáo viên? Em... Song ca gì à? Em... là thầy Khải ạ. Trời ơi! Thầy cũng đi hát luôn hả? Thầy cũng tham gia hát nữa à? Dạ thì bất đắc dĩ thôi thầy ơi. Chà, thầy cũng đam mê danh vọng dữ ha. Em thầy giấu nghề nghe chưa? Mấy lần đi hát karaoke chung á, tôi rủ thầy song ca với tôi, thầy đều từ chối là sao? Thì em không, cái này em biết thầy. Chà. Mấy lần thầy Khải có nói nhỏ vào tai em. Chà. Kêu là đi hát karaoke ấy và thầy cứ giành hết cả mic. Thầy cứ giành hết cả mic xong rồi thầy gào, thầy rú trong cái mic đấy, không cho ai hát nữa cả. Đó, thầy Khải. Thầy dừng chuyện. Làm gì bệnh mẹ tay vậy? Coi phim kiếm hiệp đích nhiệm hả? Có tình tụi mấy thầy không? Nhỏ tiếng thôi. Làm cái gì mà la lớn dữ vậy? Gì nữa? Tôi có chuyện này muốn nói cho ông biết. Chuyện gì?
Thôi không giúp đâu. Tôi sẽ ủng hộ ông bán hàng một tuần. Thả tim, like, share mỗi lần ông livestream và đăng caption mới. Một tuần thôi à? Chứ sao? Ông coi Trần Hồng Phi này rẻ rúng quá. Một tháng thì sao? Sao ông nghĩ tôi là ai vậy? Thôi, từ giờ đừng ai nói chuyện với ai nữa nha. Làm gì vậy? Đi đi. Ông mà không giúp, tôi sẽ đăng tấm hình này lên Facebook. Cả thế giới này sẽ biết ông lộ giới tính. Rồi đây, các em gái tuổi teen xinh đẹp sẽ mua hàng của ông nữa không? Sao? Sao ông lầy như vậy? Cái chuyện như vậy mà ông cũng nghĩ ra được hả? Ông thủ đoạn quá vậy? Nào, để có giúp không? Giúp thì tôi mới xóa. Xuân sau một trời nắng đỏ, tung bay tà áo tung bay, áng mây chân đầu ngọn gió. Tung bay tà áo tung bay, tím biếc chiều hoàng hôn. Tung bay tà áo tung bay, xanh xanh đồng cỏ quê hương. Tối nay tập tiếp nha. Kìa, người ta du dọn đồ đạc xong rồi kìa, đã nghĩ ra chưa? Chưa. Mà tối nay còn tập tiếp mà. Tập cái gì? Tối nay theo dõi tiếp. Sao tôi mệt với ông xịn xịn quá thế nhỉ? Ê, mà mẹ có chuẩn bị đồ chứ vậy? Rồi. Thế có mày. Nè, Tại thầy, tất cả là do thầy. Thôi sao lại tại tôi? Tại thầy mà con tôi mới như vậy đó. Tất cả là do thầy. Cô là mẹ, cô không biết quản giáo nó. Bây giờ lấy hùa tôi là sao? Tại thầy. Tại cô á. Đi. Trời ơi, tại sao các em lại có thể diễn một cái tiết mục mà nó nhạt nhẽo như thế này? Đây không thể gọi là nhạt nhẽo mà lại đây là một cái tiết mục mà quá nhảm nhí. Nội dung phản cảm. Ủa, em thấy hay mà hay. Thấy cái gì mà hay? Đây là một tiết mục có yếu tố gọi là bạo lực trong học đường. Tại sao vậy? Phụ huynh mà đâm thầy giáo là sao? Tôi không duyệt tiết mục này. Thầy không thích, nhưng mà biết đâu thầy Bảo coi thầy Bảo thích rồi sao? Cũng may đó, cũng may tất cả những tiết mục mà muốn lên gặp thầy Bảo là phải đi qua cái ải của tôi. Cái tiết mục này mà tôi mà không duyệt đó hả, đi lên trển gặp thầy Bảo sớm muộn gì ổng cũng hả lên máu mà ổng chết à. Tôi không duyệt. Thầy Nhân, chủ nhiệm rồi. Đây, tôi đây. Vụ gì? Ủa thầy đâu vậy? Tôi đi tập muối với tụi nó. Trời ơi, lo cho mình không à. Hèn gì lớn là tụi nhỏ. Sao vụ gì? Anh có biết là tôi đã cắt tiết mục kịch của lớp anh hay không? Trời ơi, nội dung phản cảm, không phù hợp với môi trường giáo dục. Lớp tôi có 2 tiết mục thôi. Mà bây giờ thầy cắt một tiết mục là chỉ còn một tiết mục của tôi thôi đó. Ủa mà thầy tham gia biểu diễn tiết mục gì vậy? Để Mị nói cho mà nghe. Đừng nói tôi, thầy là Mị nha. Không có, tôi đọc rap thôi. Đọc rap hả? À. Trời đất ơi, đọc rap mà sao mặc đồ văn phòng vậy? Hợp không? Thầy có muốn tôi kêu với tụi nó diễn cho thầy coi không? Không cần đâu. Chút nữa thầy cứ lên trển duyệt cho thầy Bảo coi. Ổng coi xong rồi ổng cắt ha. Xin đa tạ. Ủa gì cây vậy? Thầy Huệ ơi. Thì nó. Ai kêu Huệ? Thầy Huệ ơi, có bạn xỉu trong lớp. Bạn xỉu lớp? Dạ. Bình tĩnh, không có gì phải căng thẳng. Dạ đi thầy. Sang, nghe thầy nè, hít thở vô thật sâu 10 lần. Đúng rồi. Thầy ơi, mệt quá, làm chi vậy? Làm sao vậy? Thôi, giờ thử đi. Sang, sao em căng thẳng vậy? Ở đây đông người quá, em không tập trung được. Thôi ráng đi, giờ chỉ thầy một lần nha. Tung bay tà áo tung bay, xuân sao một trời nắng đỏ. Tung bay tà áo tung bay,
áng mây tràn đầu ngọn gió. La 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 la. Mời mọi người uống nước. Nước miễn phí cho tất cả mọi người. Nước miễn phí cho tất cả mọi người đây. Đây 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 đây. Đây mọi người một chai, mọi người một chai. Đây còn hai bạn hai chai. Rồi. Dạ mời thầy. Ơi. Sao mà không để thầy lấy trước? Có gì đâu, thầy uống sau cũng được mà. Cảm ơn em. Công nhận đó nghe. Trời ơi, mỗi lần mà tới cái chương trình này rồi là mệt mỏi. Rác cổ cả hầu. Hả? Thằng sáng ra cái cổ họng chết. Ủa thầy Nhân, còn đứng đây làm gì? Tới biết một ai kìa. Lên trảnh. Mấy đứa lên trảnh luôn đi. Trời ơi, có mình thầy bảo trảnh à. Lên trảnh, thầy lên trảnh cô vụ chứ. Ôi, đứt hơi luôn kìa. Lấy thầy cho nước ơi. Thầy, dạ. Thầy uống của em đi. Dạ, thầy uống gì? Em khác đâu, thầy uống trước đi. Thôi thầy nghe. Cái gì? Uống không? Uống đi thầy nhịn. Dạ không thầy. Dạ. Đứt hơi luôn. Thầy. Dạ. Khát nước đúng không? Thầy uống đi, thầy nhịn. Ê, cái gì? Thầy uống không? À thôi, thầy uống hết đi. À, thầy nước quá. Thầy có biết, để có được sức khỏe mà sáng nay làm việc, tôi đã phải vô hai chai bù nước và nằm cả đêm trong bệnh viện không? Tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều uống nước suối mà không ai bị gì cả? Con mình tôi bị dính. Mà chai nước đó từ đâu? Từ cái tay thầy đưa qua cho tôi, đúng không? Dạ, lỗi của em thầy. Em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Chỉ có một lời xin lỗi thôi chưa đủ. Đề nghị thầy ký vào bản kiểm điểm đi. Hay phải chịu trách nhiệm về cái chuyện mà làm ảnh hưởng tới tôi. Ôi. Các em vô đây làm gì? Ha. Dạ. Đừng có nói với tôi các em có dính líu đến cái chuyện tối hôm qua hại tôi nghe chưa? Vậy tại sao vô đây làm gì? Các em có biết liên quan? Đêm qua các bạn có biết là tôi là người bị hại hay không? Và câu chuyện của tôi có liên quan đến thầy Khải. Và thầy Khải phải chịu trách nhiệm và phải ký vô biên bản kiểm điểm. Thầy, thầy nghĩ kỹ chưa? Thầy mà ký với cái này á, là bị đình chỉ dạy 6 tháng đấy, thầy biết không? Tôi chỉ là hoạt động đoàn thôi. Không sao đâu. Tôi chờ nghe lời giải thích của thầy, nhưng tôi không nhận được. Vậy thì thầy phải chịu trách nhiệm với chuyện mà đêm qua tôi bị. Thầy phải chịu phạt. Còn các em không liên quan gì thì đi về lớp đi. Đi. Dạ thầy, em có ý kiến. Ý kiến gì? Dạ thiệt ra cái câu chuyện mà thầy bị như vậy là tại do em. Em hại. Không phải. Thì đúng là tại tụi em, nhưng mà chỉ chút xíu thôi đây. Có chút xíu à. Tụi em chỉ hại thầy có chút xíu thôi. Chút xíu là sao? Hả? Bước lên. Dạ dạ. Bước lên vậy. Dạ dạ. Em xin phép thầy. Em kể thầy nghe câu chuyện. Tất cả mọi chuyện phải giải thích cặn kẽ từ đầu tới đuôi. Như thế nào? Giải thích tôi nghe. Cái. Dạ. Dạ em xin phép thầy Khải, em kể đầu đuôi câu chuyện. Thì câu chuyện nó là như vậy. Buổi sáng hôm đó em với lại anh Lĩnh có đem bún bò. Mà mày nhớ không? Tao đã dặn mày rồi. Thì cái lúc đó em tức lắm, tự nhiên em kêu Lĩnh mày đừng có lấy giò, mà tự nhiên nó lấy giò hoài, em bực mình chết luôn. Mới sáng sớm thì tôi kêu mày đừng có ăn giò, mày nhớ không? Được. À. Hình như ổng ngủ rồi sao ấy. Thì kêu không vậy, kể tiếp, đang kể dưới chân mà. Thì mày kể đi, tao kể thì đi ngủ. Thầy kêu tôi hả? Dạ dạ. Em kêu thầy.
kể lẹ đi. Dạ dạ dạ, bây giờ em vô chủ đề chính luôn nha thầy. Bỏ qua cái vụ ăn muốn bò đi. Dạ 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 dạ. Em vô vấn đề chính nha thầy. Đứa nào hại tôi? Dạ dạ dạ, thì câu chuyện là em lấy cây thuốc em bỏ vô trong chai nước. Chai nước suối của tôi đúng không? Dạ dạ không phải không. Thì tại sao chai nước suối đó tôi uống? Ai bảo thầy cầm vào chai nước suối làm cái gì? Không phải là thầy Khải hại tôi mà là em hại tôi. Dạ dạ không phải thầy nhầm rồi thầy. Các em không hại tôi, vậy các em hại ai? Tụi em hại Sang ạ. Cái gì? Tôi hả? Sao lại là tôi? Hay ông bán đứng tôi à? Tụi mình thân với nhau cơ mà. Thì đúng là tụi mình thân, nhưng mà thì thân thì thân chứ có quyền lợi cho nên là. Bây giờ không nói nhiều nữa. Tất cả mọi người phải làm cho rõ cái chuyện này. Tất cả mọi người phải làm bằng kim điểm. Chào. Bây giờ các bạn có cần tôi hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm sao cho nó đúng hay không? Em nhìn tôi cái gì? Dạ. Hả? Tại sao em nhìn tôi bằng cặp đó? Em muốn hại tôi nữa đúng không? Tại sao tất cả mọi người đều nhìn tôi bằng một cặp mắt thánh thiện, thân thiện, trong khi em lại nhìn tôi bằng một cặp mắt giống như là muốn hại tôi tiếp tục vậy? Ha? Dạ. Tại sao em nhìn tôi bằng cặp mắt đó? Hả? Em nói chuyện với tôi mà nhắm mắt làm gì? Em coi thường tôi đúng không? Viết đi. Còn đi học không là học, nó đi hại nhau là sao? Hả? Viết đi. Em chào thầy. Muốn gì nữa? Ha? À, mình tới tìm thầy có gì kìa không? Dạ, thầy bảo nãy giờ gọi cho thầy hoài mà gọi không được á thầy. Điện thoại. Ôi chết rồi, điện thoại đâu rồi? Điện thoại tôi rồi. Đứa nào giữ? Đâu có? Nãy tôi đứng đây nè. Dạ dạ đâu có, tụi em đâu có thấy của thầy đâu thầy. À không có gì. Dạ. Điện thoại tôi tối qua bỏ quên trong bệnh viện. Ê, thầy vậy thầy có cần em vô bệnh viện em lấy giùm thầy không thầy? Ừ, được. À, đứa nào? Dạ. Kiếm cách trốn luôn. Dạ. Trốn luôn. Dạ dạ không, dạ không, dạ không. Ngồi dưới kim điểm đi. Dạ. Thầy bảo gọi lại nè, thầy nghe đây thầy. Dạ. Alo, tôi nghe thầy bảo. Ông Nguyễn đi công tác có mấy ngày và giao cho anh có một cái việc cỏn con như vậy. Mà có vẻ như anh cũng không làm được nữa hả? Quên, tặng em nè. Dạ, em cảm ơn thầy. Cô chủ, cô gì? Để ý thầy Khải phải không? Anh nói bạn bạ gì vậy hả? Cái gì? Còn con trai với thầy đi bá. Ơi, sao vậy? Sao vậy? Thì ông nói ông chèo giỏi mà, chèo đi. Tôi heo chứ tôi phải tôi khỉ đâu bắt tôi chèo hoài vậy.